Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Vạn Thịnh Phát chỉ có đồng phạm mới tích cực giải cứu cho Trương Mỹ Lan. Trên mạng xã hội vài ngày qua, nhiều ý kiến nhận xét có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có thể sẽ được nhận một bản án nhẹ hơn so với tội trạng rất lớn của bà. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm với các tội danh truy tố gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án xảy ra ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, viết tắt là SCB. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện. Đây là một lý do vừa được nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra nhằm giảm tội cho bà. Giới quan sát nhận xét, truyền thông nhà nước có nhiều dấu hiệu cho thấy đã nhận được sự chỉ đạo cấp cao khi đưa tin khen ngợi bà Trương Mỹ Lan đã tỏ ra tích cực trong hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, góp phần cho cộng đồng. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 16 tháng 12 đã đưa tin với tiêu đề Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện. Bản tin cho biết bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã được các cơ quan tố tụng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đó là đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Cáo trạng cho biết, trừ bà Trương Mỹ Lan không nhận tội và 5 bị can bị truy tố vắng mặt do đã bỏ trốn, còn lại 80 bị can trong vụ án này đều tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Dưới quan sát nhận xét rằng đây là những biểu hiện dọn đường thường thấy nhằm để định hướng cũng như chuẩn bị dư luận trước khi đưa vụ án ra xét xử. Kể cả trong vài ngày tới đây, truyền thông sẽ lôi ra cả việc hai vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ đã hai lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 để làm tình tiết giảm nhẹ cho bà Lan. Một cái cớ khá hay và hợp lý, như từ trước đến nay cơ quan tố tụng vẫn làm. Bà Trương Mỹ Lan và chồng bà, ông Chu Lập Cơ. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn gây thiệt hại cho riêng ngân hàng SCB và hơn 40.000 nhà đầu tư trong cả nước lên tới hơn 300.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 12,5 tỷ đô la. Đó là chưa kể tới việc bà Trương Mỹ Lan nắm giữ tới hơn 91% cổ phần và có thể lũng đoạn chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Rút ruột ngân hàng SCB hơn 1 triệu tỷ để chi tiêu cá nhân, dẫn đến những khoản nợ khổng lồ không thể thu hồi với tổng số tiền lên đến hơn 5,8 tỷ đô la. Kết luận điều tra của Bộ Công an cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ rõ, ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan hoạt động mục đích huy động tiền nhàn rỗi của khách hàng để lừa đảo. SCB sử dụng thủ đoạn quen thuộc là lấy của người sau trả cho người trước và rút ruột ngân hàng để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ cũng làm trái với điều lệ đảng. Truyền thông nhà nước ca ngợi bà Trương Mỹ Lan rằng bà tỏ ra tích cực trong hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Theo giới chuyên gia, tiền làm từ thiện, đóng góp cho cộng đồng hay ủng hộ phòng chống dịch của bà Trương Mỹ Lan cũng đều là tiền lừa đảo từ bị hại mà có. Số tiền này cần bị tịch thu, thi hành án để trả lại cho người bị hại, chứ không thể coi là tình tiết giảm nhẹ được. Theo án lệ, như vụ án của đại gia Tăng Minh Phụng trước đây, một người trong quá trình kinh doanh đã phụng dưỡng rất nhiều các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng khi đưa ra xét xử vẫn bị tuyên án tử hình. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khẳng định như sau: đây là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi xảo quyệt. Hậu quả mà tổ chức tội phạm này gây ra là đặc biệt lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành ngân hàng, uy tín của nhà nước trong quản lý kinh tế. Vậy tại sao truyền thông nhà nước lại vẽ đường cho hiêu chạy khi cho rằng bà Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đây? Trong khi đây lại là một vụ án tham nhũng gây thiệt hại lớn chưa từng thấy dưới triều đại của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Nếu vụ án này được điều tra hoàn toàn độc lập, tới nơi tới chốn, làm rõ tất cả các ngóc ngách và làm rõ những góc khuất tới mức chi tiết nhất, thậm chí lên đến thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
thì chắc chắn có nhiều quan chức cấp cao sẽ đứng trước vành móng ngựa. Điều đó càng cho thấy đa số ý kiến thống nhất cho rằng chỉ có những kẻ đồng phạm với Trương Mỹ Lan mới tích cực chủ động giải cứu cho bị cáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát chỉ là đồng phạm mới tích cực giải cứu cho Trương Mỹ Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Vạn Thịnh Phát, vì sao Tổng Trọng không thể vô can. Vào ngày 15 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Việt Nam đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Các tội danh truy tố gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 15 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về tham ô chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án với nhiều tội danh khác nhau. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì tham ô số tiền rất lớn. Theo đó, cáo trạng xác định rằng từ năm 2012 cho đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, rồi nắm quyền thao túng toàn bộ ngân hàng này. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng mới đây trong bài phân tích về vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan đưa ra một thắc mắc đáng chú ý là vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được điều tra làm rõ thì lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra ở mức đáng ngạc nhiên. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng còn đặt câu hỏi vì sao nhà nước Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có các quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước bị xử lý kỷ luật theo. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã đưa ra những con số về thiệt hại khủng khiếp của vụ án tham nhũng chưa từng có này cả về mức độ và quy mô. Giới chuyên gia đã đưa ra để so sánh cho thấy số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn rút ruột từ ngân hàng SCB là hơn 300.000 tỷ đồng, gấp 3 lần tổng đầu tư sân bay Long Thành hay gấp 7 lần vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc Nam. Giới quan sát đã bày tỏ sự lo ngại và cho rằng họ thật sự lo lắng cho năng lực quản trị của định chế tài chính quốc gia của nhà nước Việt Nam. Tại sao lại để xảy ra tình trạng quản lý lỏng lẻo tới mức để thất thoát hơn 1 triệu tỷ đồng, là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan lừa đảo trong vòng hơn 10 năm. Hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan. Trong 10 năm đó, trải qua tới 3 đời thống đốc ngân hàng của nhà nước Việt Nam, bao gồm các ông Nguyễn Văn Bình 4 năm, Lê Minh Hưng 4 năm và đương kim thống đốc Nguyễn Thị Hồng 2 năm. Vậy mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chỉ bị thanh tra duy nhất có một lần. Và phải đến 4 đến 5 năm sau, người ta mới biết đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đã bị SCB bắn rụng bằng 5,7 triệu USD. Trong đó, người nhận hối lộ nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, nhận tới 5,2 triệu đô la, tương đương 118 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền hối lộ đó nhằm mục đích để đoàn thanh tra bao che, không xử lý theo quy định đối với những sai phạm trầm trọng của ngân hàng SCB. Câu hỏi đặt ra là, vậy tại sao trách nhiệm của các thống đốc ngân hàng nhà nước như ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng không được điều tra làm rõ trong lúc này? Với cương vị là người đứng đầu của Đảng và Nhà nước suốt 12 năm qua, dư luận thấy rằng chắc chắn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể vô can. Đối với một loạt các đại án đã bị khởi tố bao gồm chuyến bay giải cứu, đại án Việt Á, các vụ án tại IEC, FSC, Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan cùng rất nhiều vụ án khủng khiếp khác. Và nếu như cách đây gần một năm, cựu Chủ tịch nước, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị buộc phải từ chức vì trách nhiệm chính trị,
Trong các vụ án thì trách nhiệm lãnh đạo cao nhất của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan nằm ở đâu? Phải chăng lý do này đã khiến cho người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải dập lửa ngay từ đầu gió, tránh để đại án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan lan rộng tới mức mất kiểm soát? Và cũng không loại trừ một khả năng rất cao liên quan đến sự che chắn, thậm chí có sự dính líu trực tiếp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào những đại án này. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi thêm 3 nhiệm kỳ ghế Tổng Bí thư, cũng làm trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Trong đó có 5 người bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Phó Thủ tướng và 3 Thứ trưởng bị mất chức. Tổng Bí thư Trọng đã từng giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự, chịu trách nhiệm lựa chọn nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng các khóa 12 và 13. Dư luận thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng chắc chắn ông phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị. Nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lại luôn tự nhận rằng họ là một tổ chức chính trị lãnh đạo đất nước, thì đương nhiên họ phải có trách nhiệm trước nhân dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Đại án Vạn Thịnh Phát, vì sao Tổng Bí thư Trọng không thể vô can. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.